Ngày 28 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử nhóm bị cáo lừa đảo nhận 20 tỷ đồng để đẩy giám đốc công an tỉnh nơi khác đi. Theo đó, các bị cáo Vũ Văn Quý 30 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngô Văn Trọng 48 tuổi ở Đà Nẵng, Hoàng Thị Tâm 54 tuổi ở Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Quý bị xử thêm tội rửa tiền. Tại tòa, giám đốc doanh nghiệp đã khai mục đích chi 20 tỷ để chạy điều động đại tá Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh An Giang đi nơi khác. Các bị cáo gồm Vũ Văn Quý, 30 tuổi, ngụ tại thành phố Hải Phòng, bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Ngô Văn Trọng, 48 tuổi, ở Đà Nẵng. Hoàng Thị Tâm, 54 tuổi, ngụ tại thành phố Hà Nội, bị xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người chi 20 tỷ để chạy tác động điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh An Giang đi nơi khác là ông Trần Trí Mãnh, 41 tuổi, ngụ tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc. Mãnh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh tại thành phố Châu Đốc, An Giang, kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy. Mãnh muốn chạy điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác vì giám đốc công an tỉnh An Giang chỉ đạo tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên địa bàn trọng điểm trong tỉnh. Mãnh cho rằng việc này đã làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình. Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết ông cảm thấy rất bình thường khi biết các đối tượng có âm mưu này đối với mình. Bên cạnh đó, thì Công an tỉnh An Giang tiếp tục tập trung vào công tác đấu tranh các loại tội phạm mạnh hơn, làm tốt hơn để xã hội bình yên, công bằng, trật tự an ninh được đảm bảo.